Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp của Tipca và hôm nay là chương trình số 42. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giải đáp những câu hỏi của các quý vị như sau. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị, công ty xuất nhập khẩu bài thơ HL. Trên xe hybrid của Toyota, khi ở chế độ hoạt động hoàn toàn bằng điện, thì hệ thống điều hòa cũng hoạt động bằng điện hay bằng động cơ xăng như xe xăng thông thường. Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của quý vị cho cố vấn dịch vụ của Toyota Thái Hòa Từ Liêm và xin được giải đáp như sau. Điều hòa trên các phiên bản xe HV của Toyota chạy hoàn toàn bằng điện. Chính vì vậy, dù động cơ hoạt động ở chế độ nào, điện hay xăng hay kết hợp, thì điều hòa vẫn do động cơ điện đảm nhiệm. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hanabi. Xe em Hyundai Tucson 2.0D máy dầu, bình thường xe tiêu thụ khoảng 6,3 lít trên 100 cây, giờ đồng hồ báo 16,5 lít trên 100 km và xe có mùi hôi dầu. Mong Tipca giải đáp xe em đang bị tình trạng gì. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Máy dầu có mùi hôi dầu thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. 1. Nếu ngửi thấy mùi hôi dầu của dầu chưa cháy trong khoang máy hoặc gầm xe thì rất có thể xe bị hở đường ống dẫn dầu. Quý vị cần kiểm tra hệ thống đường ống hoặc các vị trí mối nối trên đường cung cấp nhiên liệu. 2. Nếu ngửi thấy mùi hôi, mùi khét là dầu đốt không hết, đốt không triệt để phun ra ống xả thì đó có thể là do hệ thống kim phun không tơi nên đốt không kịp. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Mạc Thanh Hưng. Xe tôi Vios 2021, khi đạp phanh để dừng xe, dừng đèn đỏ thì có tiếng kêu cạch cạch. Khi về N thì hết kêu. Vậy xe tôi bị làm sao và xử lý thế nào? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Đây thật sự là câu hỏi phức tạp vì trên một chiếc xe có hàng chục chi tiết có thể phát ra tiếng kêu khi đạp phanh để dừng xe. Rất có thể tiếng kêu từ hệ thống bán trục hay còn gọi là trục lắp, cũng có thể là từ cơ cấu đỡ và giảm chấn ma phanh. Ngoài ra, cao su chân máy bị vỡ cũng có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, xe của quý vị mới sử dụng hơn 1 năm nên tất cả chỉ là phỏng đoán. Quý vị nên mang xe tới xưởng dịch vụ chính hãng của Toyota để được kiểm tra trực tiếp và bảo hành. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Bùi Thành Nam. Xe Toyota Corolla Altis 2003 chạy khoảng 70 km, hiện báo lỗi động cơ. Em tắt máy, xong bật nổ máy thì nó lại hết. Em xin hỏi nguyên nhân. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Đèn báo lỗi động cơ có thể liên quan đến khoảng chục nguyên nhân như hệ thống cảm biến đo gió, hệ thống cảm biến oxy, hệ thống điện. Để biết chính xác lỗi ở chi tiết nào, quý vị cần đưa xe đến xưởng dịch vụ và kiểm tra bằng máy đọc lỗi chuyên dùng. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Trần Nam. Lốc lạnh ô tô bị hỏng thì ngoài vấn đề sử dụng lâu năm còn có nguyên nhân nào khác bất thường hay không? Lốc lạnh bị kẹt cứng không chạy được là sao? Nhớt lốc lạnh cần thay định kỳ bao lâu? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Lốc lạnh hỏng thì nguyên nhân thường là do bổ sung thêm ga mà không thêm dầu lốc, hoặc khi thay thế phụ tùng như dàn lạnh, dàn nóng, đường ống, van, phin lọc mà lúc làm không vệ sinh kỹ sẽ gây kẹt hỏng lốc lạnh. Nếu hệ thống lạnh còn nguyên bản, chưa từng làm gì thì không cần thay dầu định kỳ cho đến khi có hiện tượng thiếu ga. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Điêu Khắc Xi Măng. Em mới mua xe Hyundai Getz 2010, đi được 100 km thì xe đề không nổ, để một tiếng sau lại nổ và đi bình thường, như vậy là sao? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Theo biểu hiện mà quý vị mô tả thì xe của quý vị có hiện tượng đề không nổ sau khi nóng máy, còn khi máy nguội thì lại đi bình thường. Vấn đề này thường là do hệ thống điện đánh lửa sau nhiều năm sử dụng có thể đã bị om, bị lỗi. Ngoài ra, quý vị cũng nên kiểm tra và vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Trần Mạnh Hoàng. Pin xe hybrid như Corolla Altis hay Cross, nếu xe chẳng may bị ngập nước một vài tiếng thì có hỏng không? Nếu đi trên đường qua vũng nước sâu thì pin có bị ảnh hưởng gì không? Cố vấn dịch vụ của Toyota Thái Hòa Từ Liêm trả lời câu hỏi này như sau. Pin của xe Corolla Altis hay Cross nằm bên trong xe dưới băng ghế sau. Nếu đi vào vùng ngập nước, nước có thể vào bên trong khoang chứa pin. Khi đó có thể xảy ra hiện tượng ngắn mạch và đứt cầu chì tổng. Còn việc pin có ảnh hưởng gì hay không thì còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hùng, câu hỏi như sau. Có nên lắp nút đề nổ Start-Stop dùng chìa zin theo xe? Có đấu trích vài giây, có chức năng đề nổ từ xa, như vậy có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe không? Dùng lâu có thể gặp phải những rủi ro gì? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Việc độ chế ở hạng mục gì thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của phụ kiện cũng như tay nghề của kỹ thuật viên. Với hệ thống điện thì càng phải thận trọng. Quý vị cần lựa chọn phụ kiện tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm nghiệm,
đồng thời chọn cơ sở lắp đặt có kinh nghiệm và trách nhiệm. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Đỗ Văn Cương. Khi bật AC thì mâm hít mới hít vào và lốc điều hòa quay theo động cơ. Vậy khi bật điều hòa để nhiệt độ thấp có tốn nhiên liệu hơn so với nhiệt độ mát vừa phải không? Khi nhiệt độ đạt mức cài đặt thì điều hòa có tự ngắt để tiết kiệm nhiên liệu như điều hòa gia đình không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Về nguyên lý làm việc, điều hòa ô tô cũng tương tự như điều hòa trong gia đình. Khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng cài đặt, hệ thống điện cung cấp cho điều hòa sẽ ngắt. Điều chỉnh nhiệt độ trong khoang người ngồi thấp thì điều hòa sẽ tốn thời gian hơn để làm lạnh và đương nhiên sẽ tốn nhiên liệu hơn. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Quốc Huy. Em mới lấy bằng B2 vào đầu tháng 4 năm 2022. Cũng định bổ túc tay lái thêm trước khi có thể thật sự tự tin cầm lái ra đường. Vậy em có thể đăng ký lái thử xe theo các chương trình lái thử ở các hãng xe như là một cách để nâng cao tay lái được không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Về mặt lý thuyết, điều kiện để đăng ký lái thử xe ở các hãng là bạn cần có giấy phép lái xe hợp lệ, phù hợp với hạng xe lái thử và giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, các hãng xe cũng có thể yêu cầu bạn ký bản cam kết về an toàn lái thử như cam kết không nồng độ cồn, không chở hàng cấm hay tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông. Chúng tôi khi mượn xe để đánh giá cũng thường xuyên ký những bản cam kết như vậy. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Toàn. Xe mình Kia Cerato đời 2009 AT nhập châu Âu. Gần đây khi đi chậm thì nghe như có tiếng nước chảy phía bên phụ bánh trước. Đó là bệnh gì? Mình hỏi câu nữa là thước lái bên phụ bị chảy dầu. Mình đã ra gara thay gioăng, giờ mỗi lần đánh kịch tay lái là nghe tiếng cạch một cái. Vậy nguyên nhân do đâu? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Hiện tượng có tiếng róc rách như nước chảy thì quý vị nên kiểm tra lại phần thoát nước ở hộp chứa giàn lạnh. Bộ phận đó nằm bên dưới táp lô, nên tiếng kêu có thể khiến chúng ta lầm tưởng là từ bánh trước bên phụ. Tiếng cạch xuất hiện khi đánh lái thì quý vị nên kiểm tra và siết lại các ốc bắt giàn gầm, chẳng hạn như là ốc càng chữ A, ốc chân thước lái, ốc bắt giảm sóc và các rô tuyên. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Văn Thương hay Văn Thường, câu hỏi như sau. Xe nhà em là Fortuner 2.4 AT, sản xuất năm 2022. Em có thể nâng cấp gói an toàn Toyota Safety Sense cho xe được không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Gói an toàn Toyota Safety Sense gồm nhiều tính năng an toàn cao cấp và phải được thiết kế cũng như lắp đặt tại nhà máy. Các tính năng an toàn của gói này rất phức tạp, như hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống đèn pha thích ứng, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ giữ làn, vân vân. Những hệ thống này liên quan đến hàng loạt hệ thống cảm biến, radar và cả bộ não trung tâm của xe. Chính vì vậy, với những xe bán ra thị trường mà không được trang bị gói an toàn này, quý vị sẽ không thể lắp thêm. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Bùi Tùng. Tiếp ca cho hỏi, Ford Everest AT máy dầu 2014 đã đi 130.000 km, chuyển số không đúng mượt. Lúc chuyển số có hiện tượng giật nhẹ. Đôi khi vào số, màn hình báo đã chuyển số nhưng vẫn chưa nhận, phải vào lại mới được. Cho hỏi xe đang gặp vấn đề gì? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Hộp số tự động mà có những biểu hiện mà quý vị mô tả thì cần kiểm tra các bộ phận sau. 1. Bộ gioăng phớt có thể đã bị hở, không còn tạo áp tốt để cài số. 2. Bộ lá côn có thể đã bị mòn, không còn khả năng tạo lực ép tốt. Và 3. Dầu và lọc dầu hộp số có thể đã bị bẩn, biến chất, không còn giữ được tính chất bôi trơn và truyền lực như thiết kế ban đầu. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Tân Tới. Xe em Mitsubishi Xpander chạy được hơn 10.000 km. Có tình trạng đang đạp ga thì bị ì. Phải qua được lúc ì đó thì xe mới bốc trở lại. Rõ nhất là khi đi đường dốc hoặc là xe có tải. Mong tiếp ca giải đáp giúp. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Xe của quý vị còn mới nên tình trạng lỗi để gây ra hiện tượng mô tả là hiếm gặp hoặc có thể chỉ là cảm giác chủ quan của người lái. Nếu xe của quý vị là bản trang bị hộp số tự động 4 cấp, đạp ga cũng có thể xảy ra hiện tượng trên, đặc biệt là khi đường dốc hoặc khi xe tải nặng, đó là chuyện bình thường. Đó là thời gian hộp số phải xử lý để chuyển về cấp số thấp hơn. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hà Anh Tuấn. Xe em Ford Everest đời 2014, hộp số sàn, dẫn động cầu sau. Do nhu cầu sử dụng ít nên cả bốn lốp xe đang sử dụng cộng lốp dự phòng vẫn chưa thay và chỉ đảo lốp khi vào đại lý bảo dưỡng và lốp dự phòng thì vẫn còn mới. Vậy nên gia đình em đang có ý định mua một chiếc lốp mới cùng loại, lắp cùng với lốp sơ cua để chạy. Em muốn hỏi là có nên thay hai lốp hay là nên thay cả bốn lốp cho yên tâm? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Xe của quý vị dù ít sử dụng nhưng đã trải qua 8 năm. Trong khi đó, các chuyên gia về lốp khuyên rằng một bộ lốp dù sử dụng nhiều hay ít thì cũng nên thay sau khoảng 6 năm.
Lý do là sau quãng thời gian này, gai lốp có thể vẫn còn cao, nhưng cao su đã không còn dẻo dai nữa. Khi hoạt động ở tốc độ cao hoặc dưới trời nắng nóng, nguy cơ nổ lốp là rất cao. Quý vị nên cân nhắc thay cả bốn lốp cho đồng bộ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Huỳnh Tấn Tài. Xe Mazda CX-8 Premium 2WD sản xuất tháng 12 năm 2021. Khi bật điều hòa 25 độ C, lấy gió trong và chỉ bật quạt hàng ghế phía trước. Nhưng lúc đi thì có lúc ra gió lạnh, có lúc lại chỉ hơi mát. Hiện tượng này là do gì vậy? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Do quý vị không nói rõ là xe hoạt động trong điều kiện thời tiết như thế nào, nên chúng tôi tạm đưa ra giả thiết là thời tiết mát mẻ như những ngày đầu tháng 5 2022 vừa qua. Khi quý vị để nhiệt độ điều hòa trong xe là 25 độ C, mức chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài là không cao, nên thỉnh thoảng van nước nóng sẽ mở ra để trộn gió nóng với gió lạnh để đạt nhiệt độ mà quý vị yêu cầu. Tại thời điểm van nước nóng mở hoặc lúc lạnh ngắt, quý vị sẽ cảm nhận thấy hơi kém mát một chút do gió nóng và gió lạnh trộn vào nhau. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hoàng Hiếu. Em chạy chiếc Toyota Corolla Cross, muốn lắp thêm thanh cân bằng để chạy xe êm ái hơn. Em hay chạy cao tốc. Vậy em nên lắp thanh cân bằng tại vị trí nào? Em có nên lắp full cả bộ hay không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Xe Toyota Corolla Cross nguyên bản đã có thanh cân bằng ở hệ thống treo phía trước. Chi tiết này có độ cứng vừa phải, tính đàn hồi cao, chịu được vặn xoắn tốt, giúp giảm tình trạng nghiêng xe khi ôm cua, hạn chế nguy cơ lật xe nhưng vẫn đảm bảo độ bám và linh hoạt khi mà di chuyển trên địa hình hỗn hợp có ổ gà. Nếu quý vị lắp thêm thanh cân bằng hoặc loại cứng hơn, có thể tăng độ cân bằng khi chạy cao tốc nhưng lại giảm độ êm ái khi chạy trên đường xấu. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Tiến. Xe tôi Mazda 3 2009 nhập Đài Loan. Khi hết xăng vào đổ xăng, nó cứ đẩy trào ra miệng. Bơm lâu chỉ bơm tí một. Chỉ khi nào bơm được nửa bình, chạy mấy cây số thì bơm xăng vào mới nhanh được. Xin hỏi xe bị làm sao và làm thế nào để sửa chữa? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Bình nhiên liệu của xe có một chi tiết quan trọng, đó là đường ống thông hơi. Đường ống đó sẽ giúp cân bằng áp suất khi bơm xăng, ngay cả khi bơm rất nhanh. Quý vị nên kiểm tra đường ống thông hơi xem có bị tắc hay dị vật gì làm cản trở quá trình thông hơi hay không. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hoàng Duy. Xe em đỗ qua đêm, đột nhiên em thấy nước làm mát cao quá vạch mắc khoảng 3 cm mặc dù không đi. Vậy tiếp ca cho em hỏi nguyên nhân và có ảnh hưởng gì đến động cơ không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Hệ thống nước làm mát động cơ có nhiều chi tiết như bơm nước, két nước, hệ thống đường ống, van hàng nhiệt và bình nước phụ. Trong quá trình làm việc, nước có thể nóng lên và nở ra khi động cơ hoạt động. Bình nước phụ chính là nơi chứa lượng nước thừa khi nở ra, rồi khi nguội đi lại hồi về hệ thống. Với những biểu hiện mà quý vị mô tả, xe của quý vị đang gặp vấn đề ở hệ thống đường ống hồi nước, nên nước dâng lên ở bình chứa phụ, nhưng quá trình hồi về bị chậm hoặc tắc. Quý vị hãy kiểm tra hệ thống đường ống hồi nước khi máy nguội. Và cuối cùng là câu hỏi của quý vị Phùng Xuân Hiệp. Xe tôi Toyota Corolla Altis 2.0V đời 2011, chạy 8,3 vạn km zin. Xe có hiện tượng như sau. Để qua đêm hoặc đỗ lâu, khi khởi động vào số D hoặc R, chưa đạp ga, xe có hiện tượng giật lục cục nhẹ. Nhưng khi mớm ga vào là hết. Khi máy nóng thì hiện tượng này nhẹ hơn. Ghi chú là đã kiểm tra giảm chấn, bu lông ecu máy bệ đều rất ok, đã thay dầu hộp số, chưa thay lọc và đã thay buji mới. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Với hiện tượng mà quý vị mô tả thì xe của quý vị có thể bị bẩn hệ thống cung cấp gió ở chế độ nổ ga đăng ti. Quý vị có thể vệ sinh lại cổ bướm ga, vì khi ga đăng ti thấp và cài số có nghĩa là có tải, sẽ gây ra hiện tượng máy nổ không đều, tức là đuối máy. Khi thêm ga, máy sẽ đủ khỏe và sẽ tròn máy và sẽ đỡ giật. Máy nóng lên, ga đăng ti cũng lớn hơn và giảm hiện tượng đó. Ngoài ra, quý vị cũng nên kiểm tra kỹ thêm mô bin hay cuộn đánh lửa. Như vậy là chúng ta vừa theo dõi toàn bộ video hỏi đáp số 42. Hy vọng rằng video vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái chào tạm biệt và mong được gặp quý vị trong những video tiếp theo.